đi thọ mà được. Không, một cái cung đường rất là thú vị. Lâu lắm rồi mình mới được trải nghiệm cái cung đường đi đường rừng như thế. Gập ghềnh và đường này là đường để bà con đi làm dãy. Ở đây thì nó là bạt ngàn các rừng điều. Có chỗ thì bà con đồng bào trồng chanh leo. Chỗ thì hiện tại bây giờ cũng đang trồng cả vải nhãn, rất nhiều các cây ăn quả ở vùng Tây Nguyên này. Xin mời các bạn chúng ta cùng theo chân thác 9 tầng. Trơn. Ôi trời ơi. Đường đến thác 9 tầng thì cũng lạc thế một nội với cái chị Google này. Lúc thì chị chỉ vào đường đi rất là đẹp, lúc thì chị chỉ vào đường bê tông, một ô tô đi lọt. Nhưng mà bù lại thì cũng nhìn được những cái dạng cà phê và hai bên có những cái hàng hoa rất là đẹp. Đấy còn thêm những cái cây điệp vàng rủ bóng kìa, cũng đang đúng mùa hoa, nhìn rất là chill luôn. Cũng cảm ơn chị Google với cái cung đường này. Mọi người nhìn không ạ, hai bên cà phê phải là bát ngàn luôn, xanh gì. Cũng có lúc thì chị là chỉ vào đường hai bên đường hoa thì đầy những cái dãy lạc vàng. Trong khung cảnh xóm làng thì nhìn thích mắt phết. Đẹp thật, rất là yên bình nhé. Để đến được thác 9 tầng thì chúng tôi không thể nào mà đi ô tô đến nơi được. Vì vậy đã phải đi vào tìm một nhà người đồng bào ở đây. Và sau đó thì thuê xe máy cũng như là thuê gia đình nhà em đồng bào này để chở vào thác 9 tầng, cũng như là làm hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ cho gia đình mình luôn. Đây là cái cung đường mà để đi vào lán trại nhà em đồng bào đó. Hai bên là những cánh đồng lúa rất là xanh. Và nằm ở cuối đường thì là cái trang trại của nhà em này. Chúng tôi thuê hai xe máy, cộng thêm một xe máy dẫn đường, chở tất cả là 9 người để đi lên trên thác 9 tầng. Các bạn nhìn thấy con đường vào thác 9 tầng có hoài niệm không? Tôi nhớ những ngày xưa, thời còn đi tình nguyện, cách đây khoảng tầm 16, 17 năm, cũng lên trên tới Hà Giang, lên tới Tuyên Quang, thì chúng tôi cũng được trải nghiệm những con đường nó y như thế này. Và thời điểm này vào tới Tây Nguyên thì vẫn còn những cung đường đất. Thực ra đây là cung đường mà để đi vào dãy của bà con ở trong vùng Tây Nguyên này, nơi mà họ trồng những cái rừng điều, rừng cà phê. Thời điểm này thì họ còn đang trồng cả thêm những cái rừng sầu riêng. Có lẽ vì cái việc mà đi vào trong thác nó rất là khó khăn, mà chỉ có thể đi bằng xe máy hoặc là đi bộ. Chính vì thế mà ngọn thác 9 tầng này mặc dù rất đẹp nhưng mà chưa có nhiều khách du lịch biết đến và đến đây để khám phá. Thác 9 tầng này thì có vị trí cách thành phố Pleiku chỉ khoảng 28 km, và ngày hôm nay thì chúng tôi di chuyển mất khoảng tầm 40 phút từ thành phố Pleiku đi đến thác 9 tầng. Thác 9 tầng có vị trí nằm ở xã La Sao, huyện La Grai, Gia Lai. Nếu trong tương lai mà ở khu vực này được quan tâm đầu tư về hạ tầng thì thác 9 tầng cũng sẽ trở thành một trong những điểm du lịch mà những du khách khi khám phá Tây Nguyên không thể bỏ qua. Cái cung đường mà tôi đến với thác 9 tầng thì đúng như miêu tả, đó là lên thác xuống gầy. Vừa nãy thì tôi phải leo lên một cái ngọn đồi cao, giờ lại là hành trình để đi xuống. Tuy nhiên mà ở đây vẫn đi được xe máy là một cái điều cực kỳ lý thú rồi, cũng rất là may mắn. Và đây các bạn có thể thấy đường rất là khó đi, và khi đi thì gồng với ghi tay lái rất nhiều để có thể giữ được thăng bằng. Và đây là một cái đoạn mà tôi đáng nhớ nhất, tí nữa thì sấp mặt vào một bước này. Thank you.
lành luôn. Ôi ba mẹ ơi. Đi. Quay lại thêm phần nữa này. May là chưa ngã dập hết cả người xuống đấy. Bây giờ mà tưởng tượng con cun nó rơi xuống mình khiếp. Ngã chủ động à? Đoán ví dụ nếu mà có thì anh phải đem đi rước xe chứ không. Yeah. Bây giờ chân dần thân trâu ấy. Yeah, đằng trước mà nó cái máy nó lầy hả? Đường để bà con đi làm dãy. Ở đây thì nó là bạt ngàn các rừng điều, có chỗ thì bà con đồng bào trồng chanh leo, chỗ thì hiện tại bây giờ cũng đang trồng cả vải nhãn, rất nhiều các cây ăn quả ở vùng Tây Nguyên này. Xin mời các bạn chúng ta cùng nhau khám phá thác 9 tầng ở Gia Lai. Thời tiết đây hay thật, vừa nắng to thì lại trở mưa rào. Mà một cơn mưa rất là to khi mà chúng tôi vừa đến với chân thác. Nhưng một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Chúng tôi vẫn quyết định là vượt qua cái chân thác này để lên vùng đồi để trèo lên tầng thác thứ nhất của thác 9 tầng. Gia Lai mang một nét đặc trưng của vùng đất đỏ Ba Gian với cao nguyên lộng gió, rừng núi bạt ngàn và những thác nước hùng vĩ. Chuyến tham quan Tây Nguyên của chúng tôi sẽ trở nên trọn vẹn khi mà chinh phục thêm được dòng thác 9 tầng La Sao, một điểm dã ngoại ở vùng phố núi, không chỉ thu hút người dân bản địa mà khiến nhiều trái tim lữ khách đường xa tan chảy bởi vẻ đẹp mộng mơ và kỳ vĩ của dòng thác. Cách Pleiku chỉ 30 km, ngọn thác được bao bọc bởi một hệ sinh thái rừng nguyên sơ, kỳ bí, bắt nguồn từ một dòng sông trên đỉnh núi cao với dòng chảy rất mạnh và tạo nên cảnh quan hùng vĩ. Điểm thêm là khu rừng nguyên sinh xanh mướt, hệ động thực vật phong phú, đa dạng, làm ngót thêm vẻ đẹp hoang dã cho khách du lịch. Dòng thác 9 tầng không đổ thẳng xuống mà uốn lượn, len lỏi vào những gách đá gồ ghề, chia ngọn thác thành 9 tầng, đó là lý do có tên là thác 9 tầng.
mỗi tầng có cao độ từ 5 đến 10 mét, riêng hai tầng cuối thì cao 15 mét. Với những tầng khác kỳ vĩ, đây chính là những thử thách mà du khách muốn chinh phục. Thác nước không đổ thẳng xuống một cách ồ ạt, hùng vĩ, nhưng âm vang của thác là không hề nhỏ, vẫn mang cho mình vẻ đẹp hùng vĩ và dòng nước uốn lượn, tạo nên huyền ảo thơ mộng. Nhìn từ xa, dòng thác tựa con rồng đang cuốn người để chuẩn bị bay lên bầu trời. Giờ thì bạn hãy tự mình cảm nhận và trải nghiệm vẻ đẹp của ngọn thác nhé. Ở đây nhiều bướm mà nhỉ? Đi đường về ghê thế.